Xin chào quý vị nhà đầu tư của AZ Film Việt Nam. Gần đây, rất nhiều các cái phong trào liên quan đến quản trị tài chính cá nhân đã phát sinh. Rồi là rất nhiều anh em cũng đã liên hệ với AZ Film về những cái vấn đề về đầu tư cổ phiếu, đầu tư tài chính, đầu tư trái phiếu, mua bất động sản, mua nhà, vân vân và vân vân. Thì để giải quyết được những cái yếu tố về quản trị tài chính thì chúng ta cần phải nghiên cứu những cái vấn đề gốc nhất, bản chất nhất. Chính vì thế cho nên là hôm nay tôi sẽ trao đổi đến quý vị một cái chủ đề nó rất thú vị và cực kỳ hữu ích đối với những người muốn quản trị tài chính tốt. Đó là hình thái thu nhập và vận mệnh cái cuộc đời bạn như thế nào. Thì sau đây thì tôi sẽ cùng vào cái nội dung gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là các hình thái thu nhập phổ biến của chúng ta là những hình thái nào. Thứ hai, nên lựa chọn nghề nghiệp ra sao để có được những cái thu nhập bền vững, phát triển mạnh. Thứ ba, làm thế nào để thay đổi vận mệnh khi mà chúng ta không được quyền lựa chọn những cái công việc như cái đề xuất ở phía trên. Phần thứ nhất là các hình thái thu nhập phổ biến. Đầu tiên đó là hình thái thu nhập tăng rất mạnh, rất nhanh, rất mạnh cái thời trẻ, sau đó giảm rất mạnh. Thì hình thái này thuộc về những cái ngành nghề mà dựa nhiều vào tuổi trẻ, dựa nhiều vào sức trẻ, nhan sắc và thị hiếu. Ví dụ cụ thể đó chính là các cái vận động viên thể thao chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ vận động viên thể thao về múa ba lê, đúng không ạ? Thì họ yêu cầu cái tuổi rất là nhỏ, rất là trẻ thì họ mới có thể uốn dẻo và múa được rất tốt, đúng không ạ? Thể dục dụng cụ này, hay là ngay cả các cái vận động viên về cần thể lực như bóng đá chẳng hạn. Năm 20, 30 tuổi thu nhập họ rất cao, nhưng mà lớn hơn thì thu nhập giảm dần và thậm chí dưới 40 là thu nhập rất thấp. Rồi là các cái ngành nghề ví dụ như người mẫu chẳng hạn, người mẫu làm sao có thể trẻ mãi không già được, đúng không ạ? Rồi các bạn làm PG, đúng không ạ? Các bạn làm về chăm sóc khách hàng, phải giao tiếp trực tiếp với khách hàng chẳng hạn, tiếp tân, lễ tân này, rồi rất nhiều các cái ngành nghề khác nữa. Thì đó là khi còn trẻ thì thu nhập họ có thể tăng cao rất cao, nhưng mà khi có tuổi thì thu nhập của họ giảm và thậm chí tụt dốc không phanh. Thì ví dụ cụ thể nhất ở đây, ví dụ như anh Ronaldinho là một trong những gọi là huyền thoại xuất sắc nhất mọi thời đại trong cái lĩnh vực bóng đá. Nhưng mà sau khi giải nghệ có vài năm, anh ta trở thành bị khánh kiệt, bị phá sản. Đến nỗi mà đi sang một cái nước ở Nam Mỹ vì sử dụng hộ chiếu giả, anh ta đã bị bắt vào tù và không có tiền để nộp bảo lãnh ra. Thì cầu thủ Messi mới phải giúp đỡ anh ta, người đồng nghiệp cũ, đúng không ạ? Hay là các cái cầu thủ khác, ví dụ như Adriano, đây gọi là hoàng đế bóng đá của Brazil cũng vậy. Khi vừa mới giải nghệ xong, anh ta lâm vào nợ nần chồng chất, phá sản và rất nhiều các cái nhân vật khác. Hay là ví dụ như một cái huyền thoại về làng quyền Anh thế giới, đúng không ạ? Đó là Mike Tyson, đúng không ạ? Sau khi giải nghệ, trước khi giải nghệ thì anh ta kiếm được cả trăm triệu đô, vài trăm triệu đô. Nhưng mà sau khi giải nghệ một thời gian, anh ta còn âm vài chục triệu đô cơ, nợ lần đâm đìa, đúng không ạ? Phá sản, vân vân. Thì đấy là những cái ngành nghề mà dựa vào tuổi trẻ rất nhiều. Thì thông thường những người thuộc cái ngành nghề này thì họ đa phần nhá, tôi không nói tất cả, đa phần lúc đỉnh cao thu nhập thì họ chi tiêu như nước và chi tiêu cũng phù hợp với thu nhập ý thôi. Nhưng mà sau đỉnh cao thì họ vẫn giữ cái thói quen chi tiêu như vậy, trong khi thu nhập thì không kiếm ra được. Từ đó làm ra các cái bẫy rất là lớn. Hay là các cái vận động viên đỉnh cao cũng thế. Rất nhiều các cái vận động viên khi còn trẻ còn có thu nhập, nhưng mà đến khi sau khi hết cái sự nghiệp vận động viên, học hành thì không vững chắc, đúng không ạ? Chi tiêu thì vẫn giữ như cũ. Thế thành ra họ trở thành những người bần cùng của xã hội. Rồi có một số người thì tất nhiên là không đến nỗi như thế. Nhưng mà tôi đã từng chứng kiến cầu thủ đá bóng rất là giỏi, cầu thủ Quốc Vượng, khi về thì anh ấy đã thậm chí đã phải làm bốc vác cho cái nhà xe Văn Minh, đúng không ạ? Đó là những cái cầu thủ, những cái vận động viên mà tuổi trẻ thì mang lại thu nhập cao, nhưng mà khi có tuổi thì nó sẽ đi xuống rất mạnh mẽ. Đó, đây là một cái hình thái rất điển hình cho những đối tượng như vậy. Đó, nếu mà bạn nằm ở đối tượng này thì bạn cũng cần phải cẩn thận đó. Tiếp theo, cái đối tượng thứ hai là tăng trưởng thu nhập rồi đi ngang.
thì đối tượng này là những người làm cái công việc có kỹ năng đơn giản như công nhân, đúng không ạ, như thợ hồ, vân vân, và như kế toán chẳng hạn, ngay cả kế toán bình thường thế, nếu bạn không lên được những cái cấp cao thì kế toán lương của bạn cứ bằng bằng thôi, tăng được một đoạn rồi đi ngang mãi, nó không thể tăng lên, đúng không ạ? Hoặc là các cái công việc bị giới hạn thu nhập, ví dụ như các cái công chức nhà nước, các cái giáo viên làm thuần nhà nước mà họ lại không có các cái nguồn thu nhập thêm, hay là không có các cái khoản thu nhập thêm thì tính lương theo hệ số, cứ tưởng là chúng ta được tăng nhưng thực sự cái tăng ấy nó còn chưa bù đủ lạm phát cơ. Thế thành ra chúng tôi cũng coi cái chuyện đó là cái chuyện đi ngang, đúng không ạ? Rất nhiều giáo viên cống hiến khoảng 35 năm đến 40 năm thì đến bây giờ thu nhập đâu đó khoảng độ 8-9 triệu. Nếu mà 8-9 triệu mà ở nông thôn thì chẳng hạn thì họ vẫn có thể đủ chi tiêu thoải mái, nhưng mà ở thành phố mà lại 8-9 triệu, 10 triệu thì thôi rồi, làm sao mà đủ chi tiêu được ở trong một cái thời kỳ như thế này, đúng không ạ? Và đâu phải giáo viên nào họ cũng có thu nhập ngoài từ dạy thêm. Ví dụ giáo viên về giáo dục công dân, về đạo đức, về các cái môn mà không hot chẳng hạn thì làm sao họ có dạy thêm mà có thu nhập. Thì như vậy là thu nhập của họ bị đi ngang rất nhiều. Rồi hay là đa phần bộ phận các công chức cũng thế. Tất nhiên rất nhiều công chức họ có những cái nguồn thu nhập ngoài rất lớn, nhưng mà đa phần công chức thì là những cái vị trí mà không có thêm những thu nhập ngoài như thế. Thế là thành ra thu nhập của họ đi ngang mà thì những đối tượng này thì cũng rất khó khăn, dễ bị tổn thương khi có một cái vấn đề gì xảy ra chẳng hạn, thì thu nhập của họ như thế là không đủ đảm bảo cho việc chi tiêu về hưu, đặc biệt nếu về cái kỹ năng tài chính của họ mà kém chẳng hạn, thì thực sự đối tượng này phải làm việc đến tận già đấy, đúng không? Khi về hưu rồi vẫn phải tiếp tục đi làm việc, đi làm bảo vệ, làm này làm kia để có kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đúng không? Cái hình tượng thu nhập thứ ba đó là tăng trưởng theo thời gian. Thì những cái hình thái thu nhập này thuộc về các cái công việc cần kinh nghiệm càng nhiều càng tốt, càng có tuổi càng đáng tin cậy. Thì đó là các cái, ví dụ các cái chuyên gia về financer, đúng không ạ? Chuyên gia về tư vấn tài chính ấy. Rồi là các cái nhà đầu tư. Khi các chuyên gia tài chính thì về cơ bản người ta nhìn thấy đứng tuổi, đúng không ạ? Nhìn thấy nhiều năm trải nghiệm thì cái độ tin cậy nó cao hơn, đúng không? Hay là các cái nhà tư vấn luật cũng vậy, thì họ nhìn thấy càng có tuổi càng có vẻ uy tín hơn, càng nhiều kinh nghiệm thì càng có thu nhập cao hơn, đúng không? Hay là các cái bác sĩ chẳng hạn, đúng không? Lên trình cao khám thì lại chi phí cao hơn, đúng không? Đó thì đó sẽ có cái thu nhập tăng trưởng theo thời gian rất là lớn. Bên cạnh đó, đó chính là những cái đối tượng đầu tư. Tiền của họ sẽ nhân theo thời gian. Tôi lấy ví dụ một cái câu chuyện rất đơn giản. Cô bạn tôi ngày đầu mới đầu tư đâu đó mỗi tháng độ chục triệu, hơn chục triệu. Thì đến nay sau khoảng hơn 10 năm đầu tư, cô ta đã có cái tài sản nó lên đến hơn 1 triệu đô. Và với cái lợi suất bình thường của cô ấy bây giờ được khoảng độ 25-30%. Đúng không? Thì với 1 triệu đô thì mỗi năm cũng ra 6-7 tỷ, 8 tỷ. Thì năm sau khi thu nhập tăng như thế nó lại đập vào vốn. Thay vì là có 1 triệu đô 2-3 tỷ, năm sau cô ta có 30 tỷ rồi, đúng không? Thế là lợi nhuận phát sinh từ 30 tỷ nó lại cao hơn 2-3 tỷ. Rồi năm sau nữa nó lên đến gần 40 tỷ. Thì cái lợi nhuận nó đẻ ra lại càng cao. Thì đấy là cái hình thái công việc mang lại cái thu nhập nó lý tưởng nhất là cái trường hợp này, rất lý tưởng, đúng không ạ? Rất lý tưởng. Vậy thì cái vấn đề tiếp theo, chúng ta nên lựa chọn nghề nghiệp như thế nào để có được một cái triển vọng tương lai về tài chính rất sáng sủa, đúng không ạ? Thì tôi đưa ra ba cái yếu tố nên lựa chọn cái nghề nghiệp. Đầu tiên, nghề nghiệp đó phải là một xu hướng dài hạn của tương lai, chứ không phải là nghề nghiệp của hiện tại đâu ạ, đúng không ạ? Phải là một xu hướng của tương lai. Ví dụ bây giờ bạn nào mà tham gia về cái việc đào mỏ chẳng hạn thì là hỏng rồi. Đào mỏ bây giờ dần dần trong tương lai người ta sẽ sử dụng công nghệ máy móc hết là thứ nhất. Thứ hai là các cái mỏ than rồi các cái mỏ này mỏ kia về cơ bản nó dần dần hết. Thì thành ra ông nào mà lại còn theo cái nghề thợ mỏ nữa là rất là nguy hiểm rồi, không ổn nữa rồi, đúng không ạ? Nghề khai thác tài nguyên không ổn nữa rồi. Hay là các đại gia ở Việt Nam,
Nếu mà họ vẫn chỉ chăm chăm mà đi khai thác tài nguyên thô thì tôi khẳng định họ sẽ bị tụt lùi phía sau so với những cái đại gia tham gia vào những cái lĩnh vực có là xu hướng của tương lai như công nghệ vân vân chẳng hạn. Thì với cá nhân của chúng ta cũng như vậy thôi, cũng như vậy thôi. Những cái việc kỹ năng thấp ấy thì xu hướng tương lai sẽ bị thay thế bằng máy móc, đúng không ạ? Thì chúng ta đầu tiên là phải tìm kiếm những cái công việc có xu hướng của tương lai, xu hướng phát triển tất yếu của tương lai là thứ nhất. Ví dụ như là cách đây mấy năm tôi có mấy cậu em, các cậu thì cũng thi vào các trường về công nghệ thông tin, rất là đắn đo giữa trường về công nghệ thông tin và kinh tế, và cuối cùng các cậu ấy chọn thi vào các trường về công nghệ thông tin. Bây giờ ra trường đắt như tôm tượng, là các cái kỹ sư phần mềm viết code, vừa mới ra trường được 2-3 năm mà bây giờ lương đã 15-17 triệu rồi. 15-17 triệu ở cái thời điểm cuối 2020 đầu 2021 mà mới ra trường 2-3 năm là một cái thu nhập gọi là cao ở trong cái xã hội Việt Nam hiện nay, đúng không? Tiếp theo, tiêu chí lựa chọn nghề nghiệp thứ hai đó là có sự tích lũy về kiến thức và kinh nghiệm theo thời gian. Nói này, những cái công việc gì khi quý vị làm thì lại càng dày thêm cái đối tượng khách hàng, càng dày thêm cái đối tượng khách hàng, đúng không? Càng ngày càng nhiều, nó theo kiểu lũy kế. Ví dụ ngay cả công việc bán hàng cũng thế. Rất nhiều bạn lựa chọn các cái công hàng việc bán hàng một lần. Ví dụ như là thông thường nhá, thì bán ô tô là bán một lần, bởi vì rất lâu nữa người ta mới mua lại, mà chắc gì đã mua lại hãng của mình, chắc gì đã mua lại của mình, đúng không ạ? Còn có những cái công việc có thể mang lại những cái thu nhập lũy kế rất cao. Đó là các cái công việc về tư vấn này, đúng không ạ? Hay là ngay cả các cái công việc về, nói chung là vận hành cái tập khách đó, thì nó sẽ mang lại những cái ý rất tốt. Hay là các cái công việc liên quan đến đầu tư tài chính, đúng không ạ? Đầu tư bất động sản thì quý vị càng đầu tư nhiều lại kinh nghiệm càng lớn, càng nhiều quen biết quan hệ càng lớn, thế là thu nhập lại càng cao đó. Thì chúng ta phải chú trọng vào những cái công việc như thế. Còn những cái công việc một lần thì không ổn, một lần thì không ổn. Một điều rất đáng buồn, ví dụ như các cái cầu thủ bóng đá nữ ở Việt Nam chẳng hạn, đúng không ạ? Bóng đá nữ thì tất nhiên là không được coi trọng rồi, đó là một điều rất đáng buồn. Thì trong lúc họ đi làm thì họ còn có thu nhập 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu lương, nhưng mà đến lúc hết thu nhập chẳng hạn, hết cái tuổi đá bóng chẳng hạn, thì họ về làm gì? Đấy là thu nhập, đấy là những cái công việc không có sự lũy kế về kiến thức, không có sự tích lũy về kiến thức, đúng không ạ? Kiến thức đá bóng ấy thì ít mang lại được cái giá trị. Tất nhiên có một số người rất giỏi trở thành huấn luyện viên, đúng không ạ? Nhưng còn lại thì đa phần họ về làm những cái công việc chân tay rất lãng phí. Đó, cái điều thứ ba, cái tiêu chí thứ ba để lựa chọn nghề nghiệp đó là có hệ thống vẫn tự vận hành được. Đấy, chúng ta làm nghề nghiệp gì mà chúng ta mà áp dụng được cái hệ thống nó tự vận hành được, dần dần nó không cần phải chúng ta tập trung quá nhiều mà nó vận hành cho chúng ta. Rồi là hoặc là dùng trí nhiều hơn dùng sức. Tức là khi chúng ta có tuổi thì trí chúng ta vẫn lên đấy, nhưng sức của chúng ta thì đi xuống, phải dùng trí. Hoặc là phải dùng tiền đẻ ra tiền. Đó, đấy là ba cái tiêu chí hoặc là ba cái xu hướng chúng ta lựa chọn ra những cái công việc phù hợp cho bản thân và mang lại cái tài chính mạnh mẽ cho chúng ta sau này. Đó, thì đấy là khi lựa chọn được thì tốt nhất. Nhưng mà rất nhiều anh chị này hỏi rằng: ô, bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi, tôi ba mấy rồi, tôi bây giờ 25, 30, 35 rồi, tôi đã làm công việc này nhiều năm rồi, bây giờ bảo tôi đổi làm sao được? Rất là khó, đúng không ạ? Rất là khó, đúng không ạ? Vậy thì nếu không được lựa chọn nghề nghiệp thì bạn có thể thay đổi cái vận mệnh tài chính và cái vận mệnh cuộc đời của mình không? Đúng không ạ? Thì tôi cũng xin trao đổi là có đấy. Thì chúng ta nhìn các cái tấm gương đấy, đúng không ạ? Ví dụ cái anh này là anh Kobe Bryant. Anh ta là một trong những huyền thoại bóng rổ xuất sắc nhất lịch sử thế giới. Cũng rất tiếc là anh ta mới mất trong một cái vụ rơi trực thăng riêng vào ngày 26 tháng 1 năm 2020, rất tiếc. Đang tuổi rất là sung sức, rất trẻ, thế mà cuối cùng đã, tuy anh ấy đã giải nghệ rồi nhưng mà vẫn là một huyền thoại rất nổi tiếng, đúng không ạ? Rất đáng tiếc, rất đáng tiếc khi tuổi mới có hơn 40 tuổi, 42 tuổi, đúng không ạ? Thì anh ta là một cái tấm gương rất là điển hình cho cái việc cho dù đã giải nghệ rồi,
nhưng thu nhập vẫn rất cao, thậm chí cao hơn trước đó rất nhiều. Những cái ví dụ đó là anh ta đầu tư 6 triệu USD lấy 10% của Body Armor, một cái hãng nước uống dành cho giới thể thao. Đúng không ạ? Mua năm 2015 gì đấy. Đúng không ạ? Và đến năm 2018 thì Coca-Cola mua lại cái công ty cổ phần của công ty này. Và cái giá trị cổ phần của anh này từ 6 triệu đô đã tăng lên 200 triệu đô, tức là tăng khoảng hơn 33 lần chỉ trong vòng có vài năm. Rất kinh khủng. Đúng không ạ? Hơn 33 lần. Không chỉ có những một cái cây như thế, anh ta còn thành lập cùng với một người nữa, thành lập cái công ty Brian Stibel cùng với cái anh Stibel kia, thì chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp như Dell, Alibaba, Epic Games, The Prayer Tribune. Thì những cái công ty này mang lại những cái lợi suất gọi là khủng khiếp cho anh ta. Và rõ ràng sau khi giải nghệ rồi, cái thu nhập đến từ đầu tư của anh ta thậm chí còn lớn hơn cả cái thu nhập đến từ bóng rổ trước đó, mà anh ta là một huyền thoại được trả lương cao nhất, mấy chục triệu đô một năm. Đó, thì đấy là những cái tấm gương điển hình mà họ vượt qua được những cái rào cản về cái tuổi nghề nghiệp, cái hình thái thu nhập không phải là quá bền vững và lý tưởng. Nếu anh ta mà tiếp tục ăn chơi hay này kia chi tiêu bạt mạng thì lại giống như Adriano hay là Ronaldinho, rồi rất nhiều các cái tấm gương khác, đúng không ạ? Tiếp theo đó là Messi và Ronaldo, đúng không? Hai cầu thủ này có thu nhập rất cao, nhưng họ đồng thời với đó là họ cũng có cái sự quản trị tài chính rất tốt từ những cái chuyên gia tuyệt vời, giúp cho cái tài sản của họ không ngừng gia tăng, rất tốt, đúng không ạ? Rất tốt luôn. Hay đặc biệt là vợ chồng Beckham, đúng không ạ? Cô vợ nhà Beckham này, mọi người có thể tìm hiểu trên nhóm mình, nhóm Spiger này vậy, đúng không ạ? Victoria, đúng không ạ? Beckham. Thì cái cô này thời ở trong cái nhóm nhạc thì nó không có gì nổi tiếng cả, nhưng mà thu nhập của cô ta cũng khá, nhưng mà không phải gì đó quá nổi trội. Thế là sau khi giải thể nhóm thì cô ta tập trung vào việc kinh doanh, việc đầu tư của mình. Chính vì thế cô ta biết sử dụng cái dòng tiền rất tốt, làm tạo ra cái sự nghiệp rất là rực rỡ, đúng không ạ? Với những cái dòng đồ sản phẩm cực kỳ nổi tiếng và rất thành danh. Hay là bên cạnh đó là anh chồng, đúng không ạ? Người ta thường bảo thế gian được vợ thì mất chồng, đúng không ạ? Và ngược lại, nhưng thực sự nhà này được cả, đúng không ạ? Beckham thì thời còn là cầu thủ cũng là một cầu thủ xuất sắc, tuy nhiên không phải là những cái gì tượng đài thế giới. Và cái lượng tiền anh ta kiếm được nhiều nhất lại là sau khi giải nghệ cơ. Tức là anh ta biết tận dụng cái tiền từ lúc còn sự nghiệp quần đùi áo số, anh ta vác đi đầu tư, và từ đó sinh ra những cái khoản lợi nhuận rất là kích súng, rất tốt. Thì đây là những cái tấm gương rất điển hình ở quốc tế mà họ có thể duy trì cái sự thịnh vượng mình rất lâu dài, cho dù cái công việc chính trước đó của họ sắp tới hoặc là đã bị giảm thu nhập, thậm chí mất hoàn toàn thu nhập, đúng không ạ? Đây là một sự chuyển mình rất tốt, đúng không ạ? Thì bất kỳ nhà đầu tư nào của chúng ta cũng vậy, hay là ở Việt Nam cũng thế thôi. Ca sĩ Sơn Tùng, đúng không ạ? Là một người gọi là cực kỳ nổi tiếng, được giới trẻ cực kỳ hâm mộ, có nhóm Sky rất là đông đảo, đúng không ạ? Ca sĩ này kiếm tiền từ ca hát rất nhiều trong những năm qua, nhưng mà anh ta cũng thừa sức biết rằng liệu anh ta có thể kiếm tiền mãi trong dài hạn như thế được không, đúng không ạ? Đến một ngày là anh ta già đi, có tuổi hơn, thì liệu anh ta có còn thế không? Thì anh ta lại rất là tài năng khi chuyển tiền từ cái việc thu nhập từ ca hát, thu nhập từ các cái chương trình, và anh ta chuyển dịch dần sang kinh doanh, sang đầu tư một cái công ty chuyên về giải trí, đúng không ạ? Rõ ràng các show của anh ta chúng ta có thể thấy không quá nhiều, thu nhập của anh ta ngày càng vững chắc và chuẩn hơn, tài sản của anh ta phân bổ vào các doanh nghiệp vân vân rất là bền vững, và hứa hẹn mang lại cái lợi nhuận cao gấp nhiều lần anh ta đi ca hát trong vài năm tới, trong tương lai, đúng không ạ? Hay là người đẹp Mai Phương Thúy chẳng hạn. Thì Mai Phương Thúy là một trong những người đẹp tài năng nhất, chân vừa dài nhưng lão cũng rất dài, não cũng rất dài. Thế thành ra là cô ấy tận dụng được các cái nguồn lực của mình, ví dụ tận dụng được thu nhập lúc còn trẻ, tận dụng được các cái mối quan hệ để tạo ra, tìm ra các cái cơ hội đầu tư.
và cô ấy cũng có cái danh mục đầu tư cổ phiếu cả vài trăm tỷ, rất khủng khiếp, đúng không ạ? Đầu tư những cái cổ phiếu rất tốt, và cái thu nhập chính của cô ấy bây giờ nó lại đến từ đầu tư cổ phiếu cơ, chứ không phải đến từ đi tham dự sự kiện hay vân vân, đúng không ạ? Thì đây là các cái tấm gương điển hình cho việc họ chuyển dịch cái nguồn thu nhập rất là chuẩn chỉnh, tức là chuyển từ cái việc thu nhập chính từ việc gọi là lao động trực tiếp sang cái nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư đó. Khi đó thì họ sẽ duy trì được cái sự thịnh vượng của mình rất lâu dài, thậm chí truyền được cho các đời sau, đúng không ạ? Tiếp theo đấy là những cái điển hình về những cái ngôi sao. Nhiều người bảo ủi ngôi sao họ thuận lợi lắm, họ thoát được các cái đó là chuyện bình thường. Chúng tôi là những người gọi là bình thường, làm sao chúng tôi làm được, đúng không ạ? Thì đây là ví dụ của những nhân vật, đúng không ạ? Ông Ronald Reed và bà Grace Goller. Thì ông Ronald Reed này là một người gọi cũng đi quân đội giải ngũ, cũng đi làm bảo vệ ở cửa hàng tiện lợi, siêu thị, đi đổ trạm xăng, đi nhặt cành cây vân vân. Nhưng mà ông ta đã tích lũy được cả gần chục triệu đô nhờ việc biết biến cái số tiền nhỏ đi làm đi tích lũy đó vào trong đầu tư, đúng không ạ? Gọi là tích tiểu thành đại. Và khi ông ta mất thì cái số tài sản lên đến cả gần chục triệu đô, đúng không ạ? Sống một cuộc đời không hề hoang phí, đúng không ạ? Đi từ thiện, đi quyên góp giúp cho rất nhiều người, đúng không ạ? Hay là bà này, bà là nữ thư ký của cái công ty Abbott, và từ ba cổ phiếu ban đầu mua ở Abbott, bà tích lũy bà mua, đúng không ạ? Sống trong căn nhà giản dị, mọi thứ rất đơn giản. Thế thành ra khi bà mất thì bà cũng có cả chục triệu đô và quyên góp cho cái trường cao đẳng bà học, giúp không biết bao nhiêu sinh viên, đúng không? Thì hỗ trợ không biết bao nhiêu người. Đấy là những cái tấm gương mà họ vượt qua được những cái gì đó kêu là khó khăn. Thì ngay cả công việc của bạn có là công nhân đi chăng nữa, đúng không? Hay là những người thu nhập bình thường đi chăng nữa, thì hãy tích lũy, đúng không? Đó. Hay là ở Việt Nam có những cái trường hợp tích lũy rất tài, rất giỏi. Ví dụ như bà Năm Lúc chẳng hạn, từ một người bình thường thôi, chủ một cái lò bún, bà ta cứ có tiền cái là bà vác đi đầu tư, ăn mặc rất giản dị, đi một con xe gym lùn từ ngày xưa, đi tông, đúng không ạ? Ăn mặc áo bà rất đơn giản. Nhưng mà sau khi bà đột tử thì mới thấy rằng ôi, tài sản của bà ấy tính ra cả ngàn tỷ đồng. Nếu tính tiền đất đến bây giờ tôi nghĩ nó không dưới 4.000 tỷ đâu. Gọi từ những người kinh doanh bình thường thôi. Nhưng người ta biết tích lũy, biết đầu tư, nó sẽ ra những cái kết quả không ngờ đâu. Không ngờ đâu. Thì đấy là nếu bạn không được chọn lựa nghề nghiệp thì bạn hãy chọn lựa cái này. Đó là lấy thu nhập tiết kiệm và vác đi đầu tư. Và đầu tư phải một cách đúng hướng. Nếu chưa biết, chưa có kinh nghiệm thì hãy gửi tiết kiệm, hoặc là dần dần kinh nghiệm hơn thì mua trái phiếu, dần dần kinh nghiệm hơn thì mua cổ phiếu, có nhiều tiền hơn thì phân bổ ra cả đất, cả cổ phiếu, đúng không ạ? Vàng, vân vân. Thì dần dần bạn sẽ sung túc, bạn sẽ thịnh vượng. Cho dù công việc của bạn là có hình thái thu nhập nào đi chẳng nữa thì bạn cũng sẽ đều đạt được cái điều này. Thì thay cho lời kết thì tôi xin chia sẻ một cái câu nói này rất nổi tiếng, chắc là của một vị thiền sư nào đó, đúng không ạ? Đó là dù có vạn dặm thì đều khởi đầu bằng những bước đi, đúng không ạ? Để tự do tài chính thì hãy bắt đầu từ những đồng xu nhỏ nhất, hãy tiết kiệm và đầu tư, đừng hoang phí nó. Xin chúc quý vị và các bạn có những cái kiến thức hữu ích giúp cái việc quản trị tài chính tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.